Trò chơi tiếp theo để sẽ được nhận điểm và chúng ta sẽ được tham gia chương trình trò chơi trong buổi chiều ngày hôm nay. Trò chơi của chúng ta mang tựa đề là khắc nhập khắc xuất. Luật chơi như sau: khi ban tổ chức sẽ hô khắc nhập thì tất cả các thầy cô, tất cả các đội chơi chúng ta làm sao nhập vào thu người, làm sao đội nào ngăn nhất là đội đó sẽ giành chiến thắng được cộng lấy điểm. Và khi ban tổ chức sẽ hô khắc xuất các thầy cô chúng ta anh cùng nhau cầm tay giãn thật dài ra, xem đội nào dài nhất thì đội sẽ được cộng 10 điểm. Các thầy cô hiểu rõ luật chơi chưa? Rồi, và bây giờ ban tổ chức sẽ hô và tính giờ cho tất cả các thầy cô như sau. Để kỷ đếm 10 đúng không ạ? Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Thêm một người trẻ con nữa thôi. Rồi, xin mời cháu vào luôn. Cháu vào luôn để cho đủ cơ số. Rồi xin mời phát áo. Có thể ngồi xuống. Có thể ngồi xuống. Ngồi đúng xuống đó. Ngồi xuống chưa? Chị con theo sau. Đội nào đội ngắn nhất đây? Ngắn nhất chưa? Con này chỉ lại cho mấy thầy thôi. Rồi. Và bây giờ tất cả chú ý Các xuất. Các xuất. Tất cả các thầy cô chúng ta có thể nằm ra, làm sao cho đội hình đấy vậy như thầy đấy ạ, làm sao cho đội hình dài nhất có thể. Và ban tổ chức sẽ chấm điểm cho đội dài nhất. Đội nào dài nhất đây? Ban tổ chức sẽ chấm tất cả các thầy cô, tất cả hai đội chơi, các thành viên chúng ta có thể nằm ra, giải tay ra và dùng bất cứ những cái gì có trên cơ thể của chúng ta để nối dài hàng của chúng ta có thể. Xin mời, chúng ta có thể dùng áo, chúng ta có thể nằm ra, nằm thoải mái và anh ngất ở Minh Châu rất là đẹp. Tất cả các thầy cô chúng ta có thể nằm thoải mái, giải thoải mái. Dạ vâng. Giải chưa? Chúng ta đã nằm rồi, đã nằm rồi. Chúng ta có thể làm dài nhất có thể. Và bây giờ ban tổ chức sẽ đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
xong thì chúng ta cử ra một người nhỏ nhất để chúng ta cầm cờ. Đội nào cao nhất? Thank you.
Thành nó đi mất cái đôi đẹp mất rồi. Chú đang quay.
Và xin mời đặc biệt là xin mời các người mẫu chúng ta đứng lên ạ. Đúng rồi. Chúng ta đứng quay về sân khấu. Rồi. Xin mời các người mẫu chúng ta đứng lên đây. Rồi, người mẫu thứ nhất. Rồi, người mẫu số 2. Ôi giời, con mụ này to thế. Đây là nặng quá. Vâng, vâng. Và người mẫu số 3 chúng ta đứng quay về khán giả đi ạ. Đây, đứng đây, đứng đây, đứng đây. Xin mời ba người mẫu chúng ta di chuyển đến đây. Rồi, di chuyển đến đây, xin mời ba người mẫu. Vừa đứng đây cũng được, đứng đây cũng được. Rồi, xin mời tất cả các mẫu chúng ta không nên quá khích. Chọn cái này không được. Cái này là mẫu duyên. Đó, cả như thế mới đúng, đúng rồi, đúng á. Và bây giờ, xin mời tất cả các thầy cô và đặc biệt là các cháu nhỏ nhí chúng ta cùng nhau. Hãy theo dõi. Vừa rồi là phần thi, đó chính là phần thi hóa trang rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần thi giới thiệu và ứng xử. Phỏng vấn. Và bây giờ xin phỏng vấn người diễn số 1 này, người diễn số 2 và người mẫu số 3. Và xin phỏng vấn người mẫu số 1 đầu tiên. Và đặc biệt là phần thi số 2 này, tất cả người mẫu chúng ta phải giả giọng. Giả giọng. Vâng, đang mất giọng đúng không ạ? Giả giọng làm sao cho nó hợp lý nhất đúng không ạ? Chuẩn rồi đấy. Đâu? Em hiện tại đang công tác nghề nghiệp gì mà em có người yêu anh chưa? Trời ơi, đồng nguyện sứ thế, sẽ sợ luôn. Đúng rồi. Nhớ mà. Ôi trời ơi. Nhớ mà. Rồi, anh có thể mất tiếng. Mất tiếng đâu? Chú đi. Năm nay em bao nhiêu tuổi, em tên gì, em đến từ đâu và em có người yêu anh chưa? Em 5 tuổi. Dạ vâng. Nhiều người theo đuổi em nhưng mà em đồng ý với cả anh. À chưa đồng ý em nào cả. Thôi kể là năm nay em 30 tuổi rồi là em không có người yêu anh chưa? Xin cảm ơn người mẫu số 1 Rồi, bây giờ em có bí quyết gì mà tự nhiên nó đẹp thế này? Em đẹp tự nhiên này. Em đẹp tự nhiên. Không phẫu thuật. Không phẫu thuật chắc không? 100% anh ạ. 100% nhưng mà em là con cá sao nhiều lông chân thế? Rồi, tự nhiên mà anh. Tự nhiên đúng không ạ? Rồi, 100 có tay này cho người mẫu số 2. Và bây giờ chúng ta sẽ đến người mẫu số 3. Người mẫu cao, tóc đẹp, thân hình đẹp.
và muốn tội nhiều lông chân. Sẽ đến phần trình diễn giới thiệu giả giọng, giới thiệu về tên, tuổi, có nghỉ hay chưa và đến từ đâu, xin mời em. Dạ thưa anh, em là đến từ Quan Lạng. Em đến từ Quan Lạng. Quan Lạng. Dạ. Em thì năm nay là có 10 tuổi thôi. Úi trời ơi, 10 tuổi á? Này, em anh xin cất lời em, 10 tuổi nó không được như thế này đâu. Không anh ạ, em là tập phim từ hồi tập diễn, tập phim mà. Dạ. Vâng, bây giờ mới nghe cái câu tập phim. Người ta bảo cập tập phim, bây giờ tập gym đúng không ạ? À rồi. Rồi xin mời. Em tập phần trên đúng không? À, tập phần trên. Cầm phía ông tập thì nào nép quá. Ok. Anh quấy rối nhá. Vâng, một ông 10 tuổi, một ông bao tuổi nhỉ? 15 tuổi. Em chứ, em chứ. 15 tuổi. Ông đâu chứ? Em. Một chị một quanh cháo này nhỉ. Đây chị này đang quanh cháo này. Quay một bên này, rồi bắt đầu quay mông, quay mông nào, 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 quay mông n